làm một trang thương mại điện tử ấy, người ta thanh toán đầu tiên là chọn mặt hàng, chọn sản phẩm đưa cho giỏ hàng, đúng không? Xong rồi vào giỏ hàng để xem chi tiết các sản phẩm, chúng ta có thể thanh toán từ cái giỏ hàng đấy để tính được tiền, đúng không? Thanh toán xong thì chúng ta luôn luôn là phải gửi cho người ta một cái email để là thông báo là anh đã mua những cái sản phẩm này của shop tôi với giá như thế này, ngày tháng năm nào, được chưa? Sau đó thì để lưu lại cho họ là họ đã mua cái sản phẩm của mình và họ đã thực sự tương tác với sản phẩm hệ thống của mình. Để lần sau khi mà chúng ta ví dụ như ship hàng đến mà nếu mà họ bảo là họ không mua, chúng ta chẳng nhẽ mất tiền ship mà lại mang sản phẩm về, đúng không? Thì phải ghi họ đây em đã gửi cho anh cái email như thế này, gọi điện cho anh và anh xác nhận đồng ý rồi thì em mới ship hàng đến. Còn nếu mà bây giờ anh không xác nhận được thì anh phải như thế nào đấy, phải trả tiền ship cho em chẳng hạn, đúng không? Ngoài ra chúng ta có để ý những cái trang mà chúng ta đọc báo chí, nó sẽ có những trang đăng ký nhận tin mới, đúng không? Hoặc đăng ký nhận sản phẩm mới. Thì trong một tháng hay trong một năm chúng ta sẽ phải có một cái hệ thống là để tự động gửi email cho rất là nhiều khách hàng cùng một lúc khi mà có một sản phẩm mới. Nếu mà không có công cụ đấy ở trên website của chúng ta, chúng ta chẳng nhẽ tìm từng người một để gửi một tay, có bị điên không? Đúng không? Chúng ta không làm cái việc đấy, cho nên chúng ta sẽ cần có một cái hệ thống hoặc là cần có một cái cách nào đấy để gửi được cái email từ cái website của mình đến cho khách hàng, đúng không? Thì hôm nay tôi sẽ dạy các bạn về cái cách gửi email thông qua cái Gmail đến một cái tài khoản nào đấy. Thì để gửi được email ấy thì chúng ta trước hết phải có một cái tài khoản Gmail đã. Được chưa? Tôi chỉ dạy cái Gmail nhá, còn những cái khác thì chúng ta sau này có kinh nghiệm và chúng ta tự config sẵn. Thì cách của nó cũng tương tự nhau thôi. Thì ở đây tôi sẽ tạo ra một, tôi có một cái tài khoản Gmail như sau. Tôi có một tài khoản Gmail là sinhvienpoly.noreply. noreply@gmail.com. Password là thiện th1234. Để đăng nhập vào trong ấy. Email này có thật, đã tạo thật rồi, xong, được chưa? Và tất nhiên là khi mà đăng ký đăng nhập vào đây rồi thì tôi tất nhiên là có thể gửi được email từ cái tài khoản này đi, được chưa? Sao nữa? Và bây giờ chúng ta để có thể gửi được email từ tài khoản này và bằng cái website của mình á, thì chúng ta phải vào phần này này, được chưa? Xong rồi vào tiếp phần account, my account. Tiếp theo chúng ta chọn là sign in security. Nếu mà các bạn dùng tiếng Việt nó là đăng nhập và bảo mật, kích vào đấy. Nó sẽ ra cái màn hình này, chúng ta kéo dưới cổ. Nó sẽ có một cái phần là allow less secure app, tức là cho phép những cái ứng dụng kém an toàn có thể sử dụng email này. Chúng ta lúc đầu cái này nó ở cái này. Sau khi mình kia là nó là disable đi. Thì để có thể gửi được cái email từ website của chúng ta thông qua cái email này đi á, chúng ta phải tích nó sang bên này là enable nó lên, bật nó lên thì chúng ta mới sử dụng được. Thì chúng ta có thế không? Setup cho cái email có vậy thôi. Xong. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là tìm cho tôi cái thư viện là PHP Mailer. Đó, PHP Mailer nó sẽ ra cái tài khoản GitHub là github.com/phpmailer. Kích vào đấy. Sau đó chúng ta tiến hành clone nên download toàn bộ cái zip của cái này về, tải về. Xong rất là nhẹ thôi, nó không có gì cả. Mở ra, giải nén. Rồi xong, chúng ta đổi tên nó thành là ppmailer.không có chấm gì cả. Thư mục tôi copy. Sau đó tôi sẽ tạo ra một cái project ở trong cái lớp của chúng ta, pt12311pp2. Chưa biết đã kéo về chưa. Đây đúng không? Kéo code về đã. Bởi vì như tôi nhớ buổi trước tôi có code cái gì đấy. Rồi, đã có code mới. Đây L10 đúng không? Chúng ta tạo ra một cái L11. Xong.
đi qua ngoài đây. Rồi, bây giờ ở index chúng ta sẽ đang có những cái URL này để giúp mình gửi email đúng không? À, giúp mình tương tác với hệ thống đúng không? Tôi sẽ tạo ra một cái file mới, tên file là sendmail.php ngang hàng với index.php. Tôi sẽ tiến hành là gửi email từ cái đường dẫn này. Thì tôi có gì? Thứ nhất, tôi phải tạo ra một cái thư mục ở trong này, tên là leaf. Đây là các cái thư viện của chúng ta tôi để trong này. Kế đến là tôi sẽ pệt cái PP mailer xuống đây. Được chưa? Thì tôi sẽ có các cái thư mục thư viện của nó, src các thứ kiểu. Xong, đấy là setup xong cái môi trường, những cái thư viện của chúng ta gửi email rồi. Tiếp theo tôi sẽ đọc tài liệu để xem là làm sao để gửi được một email. Thì các bạn vào cái PP mailer ở ngay ở phía dưới, nó có cái phần để giúp chúng ta tiến hành là gửi email. Đây là cái config này. Để gửi được thì chúng ta phải đi qua những cái thư viện này. Tiếp theo ở phía dưới này nữa thì chúng ta sẽ có, đây là cái code ví dụ để cho giúp chúng ta gửi email. Thì tôi sẽ copy cái phần này. Copy cái này. Đây. Thì các bạn để ý này, đây cái thư mục này, cái file này nó nằm ở ngang hàng ở thư mục gốc đúng không? Cái send mail nằm ở thư mục gốc đúng không? Sau đó đến cái thư viện, đến clip đúng không? Thì chúng ta sẽ viết clip ở đây. Clip, sau đó đến clip, đến PP mailer, đến exception, rồi đến PP mailer MTP đúng không? Nó thay hết toàn bộ bằng clip. Xong. Để require những cái file nào. Sau đó do chúng nó sử dụng cái namespace, cho nên là chúng ta sẽ tiến hành use những cái namespace này để sử dụng được các cái thư viện PP mailer và exception. Và phần tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành là copy cái phần này toàn bộ nhé, copy hết. Sau đó tôi sẽ giải thích cho các bạn xem nó là những cái gì. Pệt xuống dưới. Đến dưới này. Đây các bạn để ý này. Đầu tiên tôi sẽ có một cái biến mail bằng new PP mailer là một cái đối tượng của PP mailer này đúng không? Sau đó tôi sẽ tiến hành là mail SMTP debug, mail ESMTP, mail host bằng smtp.gmail.com, smtp.gmail.com, nếu tôi nhớ không nhầm thì là như này, smtp.gmail.com hay là google.mail.com nhỉ? Chờ tôi xem lại một chút nhé, tôi không nhớ lắm về cái phần này. Ủa, nãy là cái kia tôi viết ở đâu nhỉ? Gmail SMTP. Chờ tôi chút để tôi xem lại cái Gmail SMTP nó là cái gì. Đây, smtp.gmail.com. Rồi. SMTP auth true username. Các bạn lưu ý này, cái username này nó chính là cái tài khoản giúp chúng ta gửi email đi. Thì tôi để là sinh viên poly.noreply a@gmail.com. Còn đây là cái password của cái tài khoản sẽ được gửi mail. Tôi để là tôi để đây là thiện th1234. Được chưa? 1234. Đây là cái password của cái email đấy. Tiếp theo nữa chúng ta có cái send from. Send from này là cái người gửi đến. Thì tôi ví dụ tôi để đây là sinh viên poly.noreply.com. Đây là sinh viên poly. Sau đó add address, cái phần add address này là cái email nhận. Email nhận. Thì ở đây tôi sẽ gửi đến là thiện.th@fpt.edu.vn. Đây tôi để tên là thiện poly. Tiếp theo đây, nếu mà các bạn muốn nhận thêm những email khác, ví dụ Hảo email là gì? Hảo gì? TP TV PH 04791 a@fpt.edu.vn. Đây là Trương Văn Hảo. Đúng không? Đây add reply to. Thì cái này tí tôi sẽ giải thích, cái này tôi sẽ để là thiện th32a@gmail.com. Đây là thiện th.
SCC chúng ta bỏ qua, SBCC chúng ta bỏ qua, attack chúng ta tạm thời comment và đã chưa gửi attack, bỏ qua hết. IHTML chu. Rồi, ở đây subject, subject nó chính là cái này này các bạn này. Đây này, cái này là cái subject này. Thấy không? Cái tiêu đề của thư thì ở đây tôi sẽ là để đây là Ted send email from localhost. Body. Body này thì chúng ta sẽ có thể là viết code HTML vào đây được. Ví dụ như sau. Ví dụ như sau. Chúng ta tiến hành code thẻ H1 vào đây. Đây là hello world chấm than. Ở dưới tôi viết thẻ strong. Thẻ strong này là đã gửi mail thành công. Xong. Alt body thì chúng ta bỏ đi. Cái này chúng ta không dùng đến. Sau đó chúng ta mail send và sau đó echo message has been sent. Trong trường hợp nếu mà email này không gửi thành công thì chúng ta sẽ có là catch exception hiển thị ra lỗi của exception. Xong. Bây giờ chúng ta tiến hành gửi. Thì đây là toàn bộ code gửi mail của chúng ta. Bây giờ chúng ta thử nhé. Localhost sược PT123 12311. Đây là L bao nhiêu nhỉ? L11 đúng không? Sược sendmail.php. Úi giời ơi. Gì cả? github.com.ppmailer. Chờ tí, để tôi lên cái github của tôi xem nãy tôi gửi cái gì. Không nhớ câu lệnh lắm. Đây. ISMTP này, CQL này. Đấy, copy cái đoạn này lại. ISMTP rồi này. IOTH, SMTP, OTH true rồi. Username rồi. Từ từ. SMTP, CQ và SL. Cổng là cổng 465. Và cái host mail host bằng smtp.gmail.com. À, lấy viết sai, thiếu chữ M. Chứ còn vớ vẩn gửi bằng TLS cũng được. Xếp xuống, chạy. Chắc là được thôi. Úi giời ơi. Rồi, từ từ đã. Con để ý này. Đây là thông tin đã gửi đúng không? Chúng ta xem mail đến chưa? Đây. Được chưa? Mang mail nhận được mail chưa? Đấy, thì đấy là gửi email. Còn nếu mà chúng ta không muốn hiển thị ra cái đống tùm lum này, trong trường hợp chúng ta không muốn hiển thị ra cái đống tùm lum này, thì chúng ta nên ở đây nó lốc cái gì ấy? Cái này nó lốc ra, nó debug đấy. Đây này, do debug ở đây này. Bỏ này đi. Gửi lại nhá. Xong. Bây giờ debug nó hiển thị ra cái ước nó làm. Nên lần thứ hai rồi đúng không? Thì đấy là những cái ước mà chúng ta tiến hành gửi email thông qua một cái email của Google. Nhưng mà chúng ta từ từ đã. Để ý này. Bây giờ email này gửi từ cái gì? Sinh viên Poly no reply đúng không? Tôi reply nhá. Trả lời thư nhá. Trả lời về đâu? Trả lời về đâu? À không, đây đây này. Đây reply này. Như bình thường của các bạn reply là gửi lại cho cái email mà đã gửi email đến các bạn đúng không? Và đây reply đến đâu? Đến một email khác. Đúng không? Thì cái này logic là cái gì? Tại sao người ta lại làm ra cái việc này?
thử nghĩ coi xem là vấn đề là gì. Chúng ta sẽ có 3 loại email như sau: 3 loại A, loại B và loại C. Loại A thì rõ ràng là người nhận rồi, email nhận, đúng chưa? Loại B thì rõ ràng là cái email gửi. Còn loại C là lại dùng để reply từ thằng A này, được chưa? Thế tại sao lại làm này? Bởi vì các bạn để ý này, thế đặt tên cho cái email này là cái gì? Sinh viên Poly chấm no reply, có hiểu từ no reply không? Đáp lại đúng không? Thế vậy thì nếu mà trong một hệ thống sẽ luôn luôn có một cái email kiểu như này, là email của cái project, của cái hệ thống dùng để từ chuyên để gửi email tự động đi, đúng không? Chuyên để gửi email tự động đi rồi. Và cái email này chẳng có ai dạy thôi vào đây để check mail của nó, là cũng chẳng có ai reply cả, đúng không? Cho nên email này tương tự đó. Và cái nếu mà chúng ta muốn trả lời cái email này thì chúng ta phải hướng đến một cái email khác, là email loại C, để cái email này sẽ là do người sử dụng để họ nhận những cái thông tin phản hồi từ khách hàng. Thế cho nên là người ta sẽ có phần conflict là cái reply email, at reply email. Đây, ở cái đoạn này. Đây, at reply to, đúng không? Là cái email sẽ được nhận cái thư phản hồi là cái email này, để tránh cái việc người ta đi phản hồi lại cái gì? Cái email no reply thì nó rất là buồn cười, đúng không? Đấy là lý do vì sao mà người ta có thêm cái phần at reply to này. Xong chưa? Nếu các bạn muốn gửi ảnh, có nghĩa là muốn gửi một cái file đính kèm vào trong email, có thể là file zip hay bất kể loại file gì, chúng ta có thể đính kèm vào bằng cái việc là mail trỏ đến add attachment. Thì ở đây tôi đang có public không? Có ảnh không? Tôi sẽ add một cái ảnh ở trong này nhé. Không có rồi. Đây, tôi sẽ ra ngoài desktop của tôi, tôi lấy một cái ảnh. Đây là ảnh Doãn Chí Bình, người nổi tiếng, đi đâu cũng gặp anh ấy. Đây, public này. Có phải lớp mình yêu nhỉ? Đây là 11. Rồi, bây giờ tôi muốn gửi thêm một cái ảnh kèm theo cái này, thì tôi sẽ vào cái thư mục. Cái send mail này là tính từ ngoài đúng không? Bây giờ vào cái ảnh kia thì tôi phải thông qua thằng public rồi đến doanchibinh.jpg đúng không? Thì tôi sẽ có chấm sược public sược image sược doãn chí bình.jpg. Xong. Bây giờ chúng ta tiến hành gửi mail đi. Cái này sẽ lâu hơn một tí bởi vì nó đi kèm với cả xong rồi đấy. Có đúng anh Bình đẹp trai không? Đúng chưa? Đó là cách chúng ta gửi email đi. Còn nếu mà chúng ta muốn gửi email cho nhiều người ấy, thì giống như tôi làm ở đây này. Muốn gửi cho bao nhiêu người thì add vào. Đây là một ông này, đây là hai ông này, được chưa? Cả tôi và Hảo đều nhận được. Muốn gửi cho bao nhiêu người thì add thêm vào một chỗ này. Xong chưa? Vài nghìn cái cũng được. Cho một form vào add cái này đấy. Xong. Đúng không? Đó, đấy là cái phần email. Các bạn test thử đi. Các bạn làm thử đi. Đừng lấy cái email của tôi nhá. Các bạn nên tự set up một cái email cho mình. Tôi sẽ đẩy cốt lên trên kia. Lấy làm cái gì? Tốt nhất là tự cốt cho nó nhớ. Đằng nào lên page. Các bạn nếu mà lên dự án 2 ấy, có biết cái môn dự án 2 không? Không biết á? Cái môn đấy là sẽ là cái môn để giúp chúng là môn điều kiện để thi tốt nghiệp. Phải làm một cái dự án, phải làm nhóm. Thì rất ít nhóm áp dụng cái phần gửi mail vào. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao.
có thể là không hình dung ra cái việc gửi mail nó giúp ích gì, nhưng mà những hầu hết những cái nhóm mà gửi được mail thì những nhóm đấy đều điểm cao cả. Cho nên là chúng ta hãy tận dụng những cái thứ mà chúng ta có để làm những cái tính năng nó hay ho lên một chút và hoàn thiện một chút, chứ đừng có làm kiểu vừa làm vừa bôi ra thì nó đấm cho. Đang đẩy lên rồi nhá. Rồi chúng ta làm đi, làm thử đi. Tôi đẩy code lên rồi đấy. Giờ tốt nhất đây tìm cách đọc cái tên mail luôn. Được thì chúng ta sẽ có nhiều thứ hay hơn so với những cái thứ mà chỉ cô chỉ có dạy. Tìm cách đọc tài liệu đi. Nên tự tạo một email gửi tự mình gửi thì nó hợp lý hơn. Làm cái gì? Đứa nào lại gửi nữa.
Sang thì chúng ta lên BB3 thì Laravel có cái trò gửi mail hay hơn rất là nhiều. Sau BB3 còn gì không? Dự án 2. Không, đó là không nghĩa là có BB tăng cao gì không? Không. Tôi còn muốn học đến bao giờ nữa? Sáng ngày sang đi sau thì em mới có kỳ năm mà. Vì sao? Còn kỳ sáu thì mấy con em là gì? À, cháu phải học môn môn tu cú cả hai chiếc luận thứ nào? Còn kỳ sáu thì mấy? Năm kỳ sáu năm. Không biết kỳ sáu thì học một cái ba kỳ bảy là gì á? Năm kỳ sáu à? Kỳ năm á? Kỳ năm tôi chẳng biết có học gì. Diết Diết lên cao rồi thì front end framework. Trường mình sẽ có sao ở đây không? Phải chẳng biết cái gì nhỉ? Ai bảo thế? Ai bảo Bootstrap gọi là front end framework? Bootstrap thì chỉ có thể coi nó là một thư viện, không phải gọi nó là front end. À? Cái gì? Không, framework khó hơn chứ sao lại dễ hơn? Tôi cứ tưởng là mình tự code ra, bao giờ mình cũng nắm được dễ hơn. Còn framework là mình phải đi học của thằng khác, nó sẽ khó hơn. Nó nắm theo thì phải theo vậy. Sao đã bảo Bootstrap nó không phải là framework? Cứ lôi nó thành framework là như nào? Đã nói là Bootstrap nó chỉ là một thư viện thôi. Framework nó là một tập hợp nhiều thư viện và đi kèm một cấu trúc được chính xác. Đấy nó là framework. Đừng lôi những cái quản con nó ra thành framework, nó buồn cười lắm. Chưa dạy môn dự án một rồi. Tôi chỉ dạy những cái môn dễ dễ như kiểu PHP này, dự án 2 thôi. Còn mấy môn khó khó chưa dạy được. Thất mát. Mấy môn khó khó như kiểu là cái gì mà tin học cơ sở. Tôi không dạy được mấy môn đấy. Thề luôn. Tôi không dạy được. Cứ môn nào tôi không làm được thì với tôi nó là khó. Kêu gì thật đấy nhỉ? Bây giờ các ông chắc là Excel Word giỏi tôi là cái chắc. Thật, thề. Thề luôn. Từ bé là chưa được học mấy môn đấy bao giờ. Thằng kia làm không chưa? Hả? Chưa, nhưng ngồi ngắm tham khảo à? GitHub lên từ đấy, lên trên GitHub mà xem. Thầy hết mail lên xem nào. Tôi cay lên, tôi đổi bát người đấy. Đổi bát là tối quá. Từ con.
Được chưa? Gửi mail chưa? Cái gì đấy? SMTP Connect Fail GitHub. Hát gì vậy? Thank you.
cung luôn. Một vòng xem có đứa nào chưa xong rồi giúp phòng lái nào. Ê. Tôi đổi phát cái mail rồi, yên tâm, ông sẽ không nhận được nữa đâu. Thank you.
Thank you.
không phải là chạy cái bèo giả khó cái gì đấy, bây giờ là phải là cái gì nào Yeah.
Thank you.
Chắc vẫn còn có thằng gửi được nha, nha. Mình đổi pass rồi mà. Anh có ai không ở đâu? Sao nó nghe chùi đúng không? Mày biết 2 giờ Xong chưa? Test được hết chưa? Được chưa nhỉ? Bây giờ tôi sẽ giải thích logic cho phần forward password, tức là đổi mật khẩu. Ở trong cái ở trong một ứng dụng web của chúng ta, nghĩa là nếu trong trường hợp chúng ta quên mật khẩu, chúng ta lấy lại mật khẩu kiểu gì? Logic nó sẽ giải thích như sau. Chúng ta đang có bảng là bảng user này, gồm ID, email và password đúng không? Các thông số khác là chúng ta tạm thời giấu đi, chúng ta sẽ tạo ra một cái gì? Giờ chúng ta sẽ thiết kế thêm một cái bảng nữa, bảng tên là bảng forward password. ID, email, token, greater than. Đó, bảng tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Bây giờ trong khi mà người ta đăng nhập vào hệ thống của mình, người ta lỡ quên cái password, quên cái mật khẩu thì người ta phải làm thế nào? Các bạn có để ý nó có một cái đường dẫn, đó là click để lấy thêm ta lấy lại mật khẩu hoặc là forward password, hỏi chấm cái lần cái kẻ A, click vào thì nó ra một cái màn hình đúng không? Trong trường hợp chúng ta quên mật khẩu thì cái màn hình đấy nó sẽ đẩy sang cái trang là đẩy sang cái giao diện, nó sẽ bao gồm cái field là email, email và ở đây là cái nút submit để gửi cái email này lên, cái email của người ta lên server để lấy lại mật khẩu. Nhá, cái logic của người ta là cái gì? Khi mà server nhận được cái request, đây là cái server này, nhận được cái form này, dữ liệu cái form có lấy email ra, rồi lấy email ra, sau đó các bạn sẽ làm cái gì với cái email này? Người ta đang báo là người ta quên mật khẩu. Lấy thông tin của mình. Rồi sao? Rồi gửi lại mật khẩu cho người ta. Mày bị ngu à? Mày vừa phải thôi. Thứ nhất là cái mật khẩu này nó quá là bị gửi lên, nó đọc được không? Có đọc được không? Ờ, cái này gửi có ý nghĩa gì? Sao nữa? À, thì xin chúng ta chơi game kiểu đạp vào lùm ấy, cái rất là vui. Cái xưa chuyên gia mình cũng quên mật khẩu, bắt đầu lấy lại mật khẩu, điền email vào và không gửi thông email của mình vào trong đấy luôn. Hack luôn luôn. Sao nữa? Rồi sao? Phải kiểm tra xem email này có trong hệ thống không chứ? Xem nó có phải là tài khoản trong hệ thống của mình không chứ? Đúng không? Chỉ nhớ nó điền đây một cái email mời bạn thì cũng gửi, cũng bị mua, đúng không?
Thế nếu mà kiểm tra có, chúng ta sinh ra hai trường hợp là có email và không có email. Giờ là cái gì? Nếu mà có thì sao? Có mail thì sao? Xóa mật khẩu cũ. Ai cả trưởng. Thật ra nếu có email ra đây, xét đi xét thử đi. Nếu mà có email thì tạo mới một bảng ghi ở trong đây này. Với email người ta điền gửi lên đúng không? Với email người ta gửi lên, cái token này là cái gì? Là một cái đoạn mã. Cái này là một cái đoạn mã mà không ai hiểu, cũng không bị trùng. Biết làm nó là cái nào? Mã hóa cái MD5 của cái email chẳng hạn, cộng với microtime. Đúng không? Microtime là tính đến cả tích tắc, mini giây thì chẳng hạn xong trùng rồi, đúng không? Mã hóa nó vào xong rồi ép rồi đấy. Còn create the date là cái gì? Ngày tháng năm. Giờ phút giây. Khi mà cái lại nói nghe nó leo, mày lại muốn chết là không có em á. À rồi, từ sau đến cuối cửa hàng. Ông cứ nói leo đấy. Giờ phút giây của cái thời điểm khi mà insert dữ liệu ấy. Được chưa? Cái này nghĩ cho chúng ta là có tác dụng. Không chưa? Sau cái việc tạo mới này, nó đây là bước 1. Sau đến bước 2 là cái gửi email. Gửi email thì có kèm với cái gì? Nó sẽ kèm với cái đường dẫn là lô http 2.// localhost. Thì sửa cái gì đấy đến cái đường dẫn. Đến cái đường dẫn là reset password hỏi chấm token bằng cái token này. Dạ, bằng cái token này. Xong rồi sao? Trong trường hợp người ta nhận được email và người ta bấm cái link này, đây là thẻ A mà, bấm vào link nó bật ra cái link được. Đúng không? Bật ra cái link này thì sao? Chúng ta sẽ có một cái URL là bằng reset password. Chúng ta có lấy cái token này từ URL không? Đúng không? Lấy cái token này từ URL. Chúng ta xử lý copy mà. Lấy cái token này từ URL. Sau đó sao nữa? So sánh với cái token có trong cơ sở dữ liệu này để lấy ra được cái email. Đúng không? Kiểm tra nếu cái token này có ở trong cơ sở dữ liệu bạn có password thì chúng ta sẽ lấy được email. Đúng chưa? Hoặc là chỉ cần đơn giản là kiểm tra xem cái token này có trong cơ sở dữ liệu bạn hay không. Nếu có thì đẩy ra cho người ta một cái màn hình. Đây là new pass, new password và confirm new password. Wow, và submit lên. Cộng với cái token cầm ở đây, cộng với token là 2 điểm ở dưới này. Đúng chưa? Lấy token cầm ở dưới này xong rồi submit cái form này lên. Thì sao? Thì chúng ta lại lấy được cái token này, lấy được cái new password, lấy được cái confirm password. Dựa vào cái token chúng ta lấy được email, từ email chúng ta lấy được tài khoản, đúng không? Và dựa vào hai cái new password và confirm password này, chúng ta có thể sinh ra được cái password mới cho cái tài khoản tương ứng với email. Đổi xong là xong, đúng chưa? Thế vậy thì cái view này nó có ý nghĩa gì? Cái view create the date nó có ý nghĩa gì? Khi mà người ta bấm vào đây này thì server nhận được request và có thể là nhận được cái token rồi. Sau khi lấy được token thì người ta sẽ phải kiểm tra xem là cái thời gian hiện tại so với cái thời gian tạo ra quá 24 giờ chưa. Nếu mà quá 24 giờ rồi thì coi cái token thì không tồn tại, không còn tác dụng gì nữa cả, bỏ qua đi. Đúng không? Thế nên là lý do vì sao mà người ta khi mà gửi cho các bạn cái reset password, người ta hay có một cái đoạn là đường dẫn này chỉ tồn tại trong 24 giờ. Sau 24 giờ đó thì cái token này sẽ không còn tồn tại nữa. Đúng không? Thì đấy là người ta sẽ là khi các bạn bấm vào cái đường dẫn này
người ta sẽ lấy cái thời điểm khi các bạn bấm vào, tức là các bạn gửi cái lên server, so sánh cái thời điểm mà người ta có create lần date ở trong cơ sở dữ liệu này để đếm xem nó có quá 24 giờ không. Nếu mà quá 24 giờ rồi thì đẩy sang một cái trang là đường dẫn này không tồn tại, đúng không? Còn nếu mà chưa đến 24 giờ thì chúng ta sẽ để đẩy ra cái giao diện để người ta đổi password và submit lên thì là cái gì là sau đi lên thì chúng ta sẽ xét lại password cho cái tài khoản có email mà cái token từ nó đại diện vào trong bảng, được chưa? Đấy là cái logic khi mà chúng ta đổi mật khẩu và quên mật khẩu ở trong hệ thống. Xong rồi. Thế kỳ diệu không? Người ta còn nhiều cái hay hơn thế này rất là nhiều. Còn nhiều cái hay hơn về về cái mảng authenticate. Đây là cái việc này là một phần trong việc authenticate. Nó còn nhiều thứ hay ho hơn rất là nhiều. Thì nếu mà có thời gian tôi sẽ nói chuyện với chúng ta về cái cách giải quyết các vấn đề. Đây là tầng vĩ mô rồi. Ta cao hơn so với chúng ta. Và buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái này. Còn buổi hôm nay chúng ta chỉ làm quen với việc gửi email thôi. Và hy vọng sau này các bạn sẽ ứng dụng được cái gửi email này vào trong cái project của mình để làm cái việc gì đấy. Ví dụ như bài assignment 2 hả? Có thêm tính năng nào đấy hay thì lại được cộng điểm hả? Cái gì? Ờ sao? Lộ. Còn sao nữa? Hiểu chưa? Người ta giấu thông tin đi không được, ông lại còn bê cái thông tin ra đây. Thông tin đây, anh xem đi. Thì điên này. Đúng không? Còn mình còn thế trong trường hợp mà không có email để giải quyết sao? Chúng ta mới giải quyết xong một trường hợp đó là có email tồn tại. Thế trong trường hợp không có email tồn tại trong hệ thống thì làm nào? Câu hỏi bí mật điên này đó. Đã nào? Nếu mà không có email này tồn tại trong hệ thống thì sao? Tức là không tồn tại trong cái bảng user. Bỏ đi, nói gì? Tạo mới. Đã được một thằng nào cần thì nó nghĩ gì nào? À, nếu không có email rằng cái gì? Email không tồn tại à? Hay gì nào? Bởi vì cứ có một cái tính năng, cứ có người ta cứ bấm một nút là chúng ta phải hiển thị cho họ một đoạn test nào đấy, ít nhất là một đoạn test nào đấy, chứ không thể để nó bật ra lỗi được. Bật ra lỗi là chúng ta chết. Đấy, đúng rồi, một thằng ngu rồi. Ông ngu như chúng nó. Thế nếu mà nó muốn kiểm tra xem là một cái tài khoản nào đấy, một cái email nào đấy có trong hệ thống không, thì nó cứ vào đây nó không biết vào đây mà đúng không? Ví dụ muốn hai kia thì hệ thống của mình là kiểm tra xem tài khoản có không. Vào đây đúng không? Cho anh ví dụ như cái màn hình là đăng ký nó còn phải xin điều đá đúng không? Nhưng mà nếu cái màn hình này thì nó khi mỗi một ô nó sẽ nhanh hơn, đúng không? Thế là lộ tài khoản cái hàng. Giờ sao? Nếu không có thì kệ mẹ nó. Cứ hiển thị là đã gửi email bạn vui lòng vào trong email của mình để kiểm tra. Vậy thôi, bất kể là nó có hay không, nếu không có càng tốt, ông cứ hiển thị ra là mày nói email của chết. Nhưng mà thực ra ông không hủy động. Bởi vì nó có đấy mọi người. Đúng chưa? Còn nếu mà có thì gửi thật. Xong. Hết phim. Đây là cái giải quyết dễ nhất. Kệ nó, cứ hiển thị ra là mình đã gửi rồi. Thật mà. Ai biết đấy là đâu? Đúng không? Cái gì giấu được thì phải giấu, không giấu được thì thôi, để anh phải chịu. Được chưa? Đấy là cái cách mà chúng ta làm cái forward password. Vậy làm thử đi, buổi sau thằng nào làm được xong ngay thì sẽ cho điểm 10 về lab 6. Thế bao giờ để này để dọa hàng lên rồi. Chưa có. Đó, thì lại nó dậy luôn. Dọa hàng cái gì? Chúng ta làm luôn trên con này nhá.
Rồi. Rồi đây iPhone 8, Samsung 8 cái gì đấy đúng không? Đây là các sản phẩm của chúng ta. Bây giờ tôi cứ hiểu là tôi sẽ hiển thị một cái tích, đây là giỏ hàng và số sản phẩm của tôi đây. Được chưa? Nếu mà tôi bấm vào đây một cái thì giỏ hàng của tôi tăng thêm một sản phẩm. Đúng nhỉ? Giờ làm nào. Còn nhớ khái niệm section không? Quên thì dẹp đi, phải dẫn. Section là một cái biến global tồn tại trên một phiên làm việc của trình duyệt với server. Vậy thôi. Và cái biến ấy có thể truy cập được từ rất là nhiều địa bàn của có thể truy cập được trên tất cả file PHP của chúng ta. Thì để bắt đầu sử dụng session ở trong cái project MVC này của mình á, thì tôi sẽ sử dụng cái hàm là session start. Hàm session start để quy định là tôi bắt đầu sử dụng session. Sau đó tôi có cái trang homepage đúng không? Cái homepage đây. Thì ở đây tôi sẽ hiển thị ra cái giỏ hàng. Thì ở trên cái phần table này tôi sẽ có một phần là if iset cái dollar gạch dưới session card. Nếu mà có thì chúng ta sẽ có cái biến là total product bằng 0. À, nếu mà không có. Không có total product bằng 0. Ủa. Rồi, total product cũng không. Ở đây tôi sẽ viết là cái thẻ là thẻ H3 total products hay chấm là bằng biến echo của cái biến total product kia. Còn else chúng ta tính sau nhé. Else chúng ta cứ có cái biến total product bằng 1 đi, ví dụ thế. Đúng không? Bây giờ hiển thị ở trang chủ chúng ta sẽ có là bằng 0 đúng không? Rồi. Bây giờ khi mà bấm vào đây chúng ta có detail bằng 2 này. Và tôi sẽ tiến hành là có một cái nút ở đây là add to cart. Đúng không? Bây giờ cái detail tôi sẽ có một cái ngoài cái về trang chủ ra thì tôi sẽ có một cái đây là product name đúng không? Đây là một thẻ A. Bỏ cái màu xanh này đi. Thẻ A này. Đây là echo ra cái hàm get url add to cart với id sản phẩm bằng product. Cho đến id đúng không? Đây là add to cart. Đúng không? Thêm sản phẩm này vào giỏ hàng. Bây giờ tôi đã có cái URL add to cart chưa? Có chưa? Có đâu vậy? Cái URL này này. Giờ tôi mới có này. Giờ tôi mới có này. Thì tôi sẽ lấy ra đây là cái... Tôi viết luôn ở đây nhá, để đỡ phải vào trong kia. Tôi sẽ viết luôn ở đây, tôi có một cái biến ID nó sẽ bằng là đô la gạch dưới get. Cái ID đúng không? Sau đó tôi tiến hành là require one ở trên này. Require one cái file model sược product.pp. Ở đây tôi sẽ có cái biến product bằng product 2.2. File one à? File thôi à? File cái biến ID này ra. Xong đây tôi đã lấy được cái sản phẩm rồi nhá. Đúng không? Tôi có thể là DD ra cái biến product này. Cái này việc này là chuyện bình thường đúng không? Đây sản phẩm đây.
Thế sau đó sao? If ESET, if phủ định của ESET của cái đô la gạch dưới session card hoặc đô la gạch dưới session card kia có cao của nó mà bằng không chẳng hạn, hoặc là bằng null đi, thì chúng ta sẽ có cái biến là PRO item bằng cái mảng bao gồm là ID của sản phẩm, nó sẽ bằng với product trở đến ID, name nó sẽ bằng với product trở đến name, price nó sẽ bằng với đô la product trở đến price. Gì nữa không? Quantity, số lượng sản phẩm trở đến bằng mấy? 1. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là array push cái đô la gạch dưới session card với cái sản phẩm của chúng ta là PRO item. Add cái sản phẩm với cái quantity bằng 1 vào trong cái mảng này. Biết vì sao nó phải chuyển sang dạng mảng không? Chứ không add luôn cái đối tượng product vào. Biết không? Trong session không chứa được object, cho nên tôi bắt buộc phải chuyển sang dạng là mảng của một sản phẩm. Chúng ta thử nhá. Chúng ta thử xem nó có được không nhá. Sau đó chúng ta tiến hành là header location. Tiến nhá. Location là viết như này này. Nhá. Không có chữ L ở đâu. Location bằng get URL về trang index. Rồi, thử xem. Gì ạ? Index.pp dòng 37. À đây, thử thừa dấu chấm phẩy. Rồi, về trang chủ đó này. Product 0 nhá. Ủa? Sao nhỉ? Hả? Từ từ để tôi xem đã. À nếu mà chưa có, xin lỗi các bạn. Nếu mà chưa có trò gì nhá. Đây là như nếu mà chưa có, chúng ta sẽ tạo ra cái session bằng session card bằng cái mảng rỗng. Bằng một cái mảng rỗng nữa này. Sau đó tôi tiến hành là for biến này là biến card ARR bằng đô la gạch dưới session. Tôi không tương tác trực tiếp với cái session. Rất hạn chế cái việc này thôi, không tương tác trực tiếp với session mà tôi sẽ lấy ra một cái biến đại diện. Sau đó tiến hành là for var đô la exist bằng false. Tiến hành for x tiến hành bằng for đô la y bằng 0, đô la y nhỏ hơn cao của cái biến card ARR này, y cộng cộng. Chúng ta có if cái card ARR ở vị trí thứ y cột ID mà bằng với cái product trở đến ID thì thực hiện cái việc là card ARR ở vị trí thứ y cột quantity cộng và chúng ta sẽ set cho cái existed bằng true. Sau đó chúng ta xuống dưới này, if existed bằng false
tức là nó không chạy vào trong này, thì chúng ta sẽ có cái pro item bằng cái sàn cái mới này, sau đó array push và bằng card arr push vào trong cái này, và cuối cùng đến phía dưới chúng ta mới set cái session card nó bằng với cái biến card arr, và chúng ta tiến hành là dd cái session ra xem có được không. Chạy đây nhá, ra nhá, iPhone 8 1 nhá, tôi chạy lại một lần nữa này, lên 2 chưa, nhưng tôi thêm sản phẩm bằng 3 vào nhá, ID bằng 3 này, ra sản phẩm 3 và quantity bằng 1 đúng không. Nó chỉ có mỗi 2 trường hợp đấy thôi. Sau đó tôi về trang chủ, bây giờ tôi không DD nữa, tôi về trang chủ. Đây sản phẩm 4 đi. Total product bằng 1 đúng không? Bây giờ tôi phải đếm lại những cái sản phẩm mà tôi có đang có bao nhiêu sản phẩm để hiển thị vào trang chủ đúng không? Thì bây giờ nếu trong trường hợp không có session card hoặc đô la gạch dưới session card bằng với mảng rỗng đúng không? Thì nó là total bằng 0. Còn else thì chúng ta lại có một cái biến là card arr bằng đô la gạch dưới session card, tiến hành for each cái biến card arr s key value, chúng ta bỏ cái này đi, đây là đô la item, tôi sẽ có cái biến total product, tôi có cái biến total product bằng 0 ở trên này. Sau đó mỗi một cái vòng này tôi sẽ tiến hành là bằng cái total product cộng bằng với cái biến item ở cột quantity. Xong. Và tôi sẽ có cái total product, bây giờ các bạn coi. 4. Đúng 4 sản phẩm không? Tôi thêm một cái nữa nhá. 5. Đúng chưa? Bây giờ tôi muốn xóa toàn bộ sản phẩm ở trong này đi làm nào. Để tôi giải thích lại một lần nữa cái logic ở đây nhá. Tôi sợ các bạn không hiểu. Đây này. Đây, chúng ta sẽ có cái này. Khi mà tôi bấm vào một sản phẩm này, nó sẽ có một cái ô, cái button là add to cart đúng không? Cái này sẽ đưa chúng ta sang một cái link mới, tên là link là add to cart với cái ID của sản phẩm. Xong chưa? Dựa vào cái ID này chúng ta lấy được cái product ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ có logic như sau. Đây, logic của chúng ta đây. Đây lấy product này, kiểm tra xem cái giỏ hàng có tồn tại hay không. Được chưa? Cái này là tôi kiểm tra xem cái cầu giỏ hàng có tồn tại, xác sự giỏ hàng có tồn tại hay không. Nếu không tồn tại thì tạo nó ra và gắn cho nó vào cái mảng rộng. Mỗi bài đâu? Sau đó tôi gắn lại cái giỏ hàng sang một cái biến, thì tôi các cái biến tôi không làm việc trực tiếp với mặt, chứ không làm việc trực tiếp với giỏ hàng, rất là nguy hiểm. Tôi sẽ làm việc tiếp theo, tôi có một cái cờ, có một cái biến tên gọi là cờ. Đây là một thủ thuật rất hay dùng trong việc lập trình, việc lập trình. Đây là một trạng thái kiểm tra, existence là tồn tại. Tôi chạy vòng là for thường, for tiến với các phần tử nằm trong cái biến là cái biến card arr đúng không? Đây tương đương với những sản phẩm trong đó à. Tôi kiểm tra xem nếu cái sản phẩm và cái sản phẩm trong giỏ hàng đang được xét có cái giá trị của một ID bằng với cái ID của cái sản phẩm tôi đang thêm vào giỏ hàng, thì tôi sẽ tiến hành gì? Cộng thêm cái quantity của cái sản phẩm đang được xét lên một đơn vị nữa, và tôi chuyển cái trạng thái của cái cờ sang là true, tức là sản phẩm này đã có rồi, được chưa? Để xử lý cái sản phẩm đã có trong cái giỏ hàng. Nếu tiếp theo xuống dưới, nếu exist thì bằng không, tức là nó không chạy vào đây, chạy hết tất cả sản phẩm nhưng mà không có cái sản phẩm nào trùng trong giỏ hàng thì vẫn rơi vào đây đúng không? Thì tôi sẽ tạo ra một cái mảng mới đại diện cho một cái sản phẩm bao gồm ID của sản phẩm này, ID của sản phẩm này, tên của sản phẩm này, price, giá của sản phẩm là số lượng luôn luôn mới đầu trên vào nó sẽ là một chữ đúng không? Thêm một sản phẩm ở đây, sau đó tôi push cái mảng này vào trong cái mảng session, tức là cái mảng arr, và cuối cùng tôi gán lại cái mảng này cho cái
section và header location thì sao chứ? Được chưa? Thế vì sao tôi sử dụng cái mảng cái vòng for thường không? Đây cái phần này là cố tình này. Cái này là cố tình sử dụng for thường này. Tại sao tôi sử dụng for x giống như biến thế của ngoài kia? Các bạn lưu ý, với for x chúng ta không thể đấy. Với for x chúng ta không thể nào thay đổi được giá trị của một phần tử nằm trong mảng nếu dùng for x, mà bắt buộc các bạn phải dùng for thường. Bởi vì for x ấy, nó tương đương với việc clone ra một giá trị của cái phần tử đó và nó tương tác như đấy, chỉ dùng để lấy ra chứ không bao giờ dùng để gắn giá trị vào. Để gắn giá trị vào chúng ta phải dùng vòng for thường này, được chưa? Đấy là cái logic của chúng ta. Còn ở phía ngoài trang chủ kia thì tôi tiến hành làm gì? Đâu nhỉ? Trang chủ. Đây, nếu là ngoài trang chủ này. Trong trường hợp có tồn tại giỏ hàng thì tôi vẫn tạo ra cái biến total product bằng 0. Sau đó tôi chạy qua từng phần tử một trong giỏ hàng. Và tôi đếm, tôi lấy cái giá trị của total product cộng dồn với cái quantity của từng phần tử nằm trong cái giỏ hàng, từng sản phẩm trong giỏ hàng. Thì tôi sẽ là lấy ra được tổng số sản phẩm có trong giỏ hàng. Out of mind. Xong chưa? Bây giờ muốn hiển thị chi tiết sản phẩm á, những cái sản phẩm có trong giỏ hàng thì có dễ không? Quá dễ luôn. Đây, muốn xem nó có những cái gì thì chúng ta tiến hành là DD ra cái đô la gạch dưới session card ở đây. Thấy chưa? Đây là sản phẩm ID bằng 2, name bằng iPhone 8, A33, Samsung 8, 4 là Oppo F1, số lượng 1, thằng này số lượng 2, thằng này số lượng 2. Có ID chưa? Có ai đi sản phẩm rồi, có lấy được tên sản phẩm, thông tin chi tiết sản phẩm không? Ảnh sản phẩm lấy được không? Đây có thêm số lượng không? Có tính được ra tổng tiền không? Tổng tiền trong mỗi sản phẩm là ta nhìn là dùng gì? Lấy số lượng nhân với price. Có lấy tổng tiền của cả hóa đơn thì bằng gì? Cộng tổng của cái số lượng nhân với giá tiền của từng phần tử hoặc của từng cái sản phẩm và của từng sản phẩm một cộng tổng với nhau là sau hết phim, được chưa? Thế còn clear giỏ hàng đi, để xóa sản phẩm, xóa hết tất cả sản phẩm trong giỏ hàng rất dễ. Ví dụ tôi sẽ có một cái nút ở đây, cái thẻ này là thẻ A, href bằng echo ra cái get url clear card. Đây là xóa giỏ hàng, đúng không? Thì tôi sẽ cần phải tạo ra một cái url là clear card này ở trong file index case clear card break. Ở đây mình làm cái gì? Dễ cực kỳ luôn. Sử dụng hàm unset ở trong PHP. Unset là xóa một phần tử nằm trong mảng. Được chưa? Unset cái đô la gạch dưới session. Cạt đi là xong. Và header location 2 chấm về cái cộng với cái get URL của cái xuống. Xóa giỏ hàng. Về không luôn. Thêm sản phẩm nữa. 1 2 3 xóa. Xong chưa? Về phải đọc code thì mới hiểu được. Chứ còn không đọc thì còn lâu mới hiểu. Và cái ứng dụng giỏ hàng này là một trong những cái loại ứng dụng mà thường xuyên được dùng nhất trong các bài tập. Rồi,